student at Chuan School in grade 9. Xin chào các em học sinh lớp 9 trường Chu Văn An. My name is Hồ Thị Kiều Nga. Today we continue to study English on website Chu Văn An. Hôm nay chúng ta tiếp tục học tiếng Anh chương trình tiếng Anh lớp 9 trên trang web của trường Chu Văn An. Để bắt đầu vào bài học mới, cô có một đoạn clip ngắn, mời các em cùng xem. Let's watch. Are you ready? Yes. Đoạn clip mới vừa kết thúc, các em mới vừa xem cái hiện tượng đó là hiện tượng gì vậy các em? What is it? Yes, it is one of natural disaster which does equal an earthquake. Nó là một trong những thảm họa thiên nhiên mà chúng ta có thể thấy và nó có được gọi tên là động đất. Và sẵn đây, cô nhắc lại cho các em cách sử dụng với từ which và does. Khi nào mình dùng which và does, nó được sử dụng khi mà chỉ đồ vật, sự việc thì chúng ta dùng từ quan hệ which hoặc does. Từ này người ta gọi tên mệnh đề này là gì? Relative clause. Còn nếu như chỉ người thì chúng ta dùng từ quan hệ là gì các em? Who. Đây là cô nhắc lại cho các em đã học ở Unit A. Để vào bài mới, chúng ta nói về tiếp tục về cái thảm họa thiên nhiên trong Unit 9. Natural disaster. Lesson 1. Getting started. Listen and read. Open your book, please. Page 74-76. Are you ready? Open your book. Look at your book, please. Getting started. Make the bitter to the correct word. There are four bitter in. Is volcano, earthquake, typhoon, snowstorm. Đây là những hình ảnh về thảm họa thiên nhiên. Các em hãy nói tên và đúng với hình ảnh của nó là gì. Check your answer. Is it very easy? Are you ready? Number one, snowstorm. Yeah, that's right. Two, earthquake. 3. Volcano. 4. Typhoon. Yes. Well done. Các em làm đúng hết rồi phải không nào? Part 2. Listen and read. Trong bài đàm thoại này, các em hãy nhìn vào sách giáo khoa. Các em sẽ nghe. Thúy is talking to her grandmother. Thúy nói chuyện cùng với bà của mình. Trong khi đó, trên chương trình TV có một cái màn hình như thế này. On TV. Các em thấy cái màn hình này nó cho chúng ta biết nó là gì vậy? Dự báo thời tiết. Weather forecast. Các em chuẩn bị nghe và nhớ nhìn vào bài cho cẩn thận. Listen. Unit 9. Natural disasters. 2. Listen and read. Pages 74 and 75. Thuy is talking to her grandmother.
Grandma, it's the weather forecast on TV. Can you turn up the volume, Twee? Yes, Grandma. Here is tomorrow's weather forecast. Hanoi and areas to the north will be sunny. Hanoi will have temperatures between 23 degrees Celsius and 27 degrees Celsius. It will be raining along the coast of Tan Hoa. The south central coast can expect thunderstorms. Hue will experience temperatures between 25 degrees Celsius and 30 degrees Celsius. There will also be thunderstorms over the central highlands. Areas around the Kulong Delta can expect clouds during the day. Ho Chi Minh City's temperatures will be between 27 degrees Celsius and 35 degrees Celsius. That's all, Grandma. Thank you, dear. What are you doing? I'm preparing for a picnic with some old friends of mine. We haven't met since we left school. We're going to a park on the other side of Peng Lum Bridge. Why don't you bring along a raincoat? But Grandma, the forecast says it'll be sunny. I never trust weather forecasts. You don't miss a single one on TV, do you? But I like watching them, dear. All right, Grandma. I'll bring some raincoats just in case. I hope my friends won't laugh at me. Yeah, bài đàm thoại đến đây là hết. Các em tìm hiểu từ vựng để các em hiểu bài rõ hơn. Các em quan sát các từ vựng như sau. Turn up, turn down. Đọc lại sau nhé. Turn up, turn down. Weather forecast. Who is this? The man is weatherman. Yes, right. South Central Coast. Expect. Expectation. Expectable. Experience. Inexperience. Cái này chúng ta đã học rồi, cô nhắc lại để các em nhớ về lý do có nhiều em hay sai và nhầm lẫn ở cách chuyển đổi từ danh từ sang động từ của chữ experience. Các em lưu ý nó có phần đuôi ở đây, thêm ed khi muốn chuyển từ danh từ sang tính từ. By this, có nhiều thuyền so ở dưới sông, dòng sông thật lớn, nó cho ta liên tưởng đến một vùng sông nước. Đó là ở đâu đây em? Kulong Delta, vùng đồng bằng sông Cửu Long. What is? Thunderstorm, lặp lại nào. Thunderstorm. Cái vùng này rất là nguy hiểm khi mà mình gặp tình huống này các em nha. Vậy gì? Highland, Highland. Prepare for. Kem lưu ý một số động từ đi theo kèm nó với giới từ phù hợp và mỗi nghĩa nó khác nhau. Bring along. Trust. Nó gần gần nghĩa như là rely on or rely upon. Trust. Just in case. Laugh that. Khi mà mình nói cười vui vẻ thì mình dùng động từ laugh. Còn nếu mình thêm giới từ vào thì nó mang nghĩa khác. Các em lưu ý khi sử dụng. Nào, bài tập đầu tiên. Filling each blank with one word or phrase from the dialogue. Các em hãy đọc lại bài đàm thoại kế bên của mình và hãy điền thông tin vào chỗ trống của các câu sau đây. 1, 2, 3, 4, 5. Three Raymond want her to the volume on TV because she want to listen to the... Number 2. It will be along the course of Tan Hoa. 3. The will experience thunderstorm. 4.
Ho Chi Minh City will between 27 degrees Celsius and 35 degrees Celsius. Although twin grandmother doesn't trust sea life. Answer. Number one, refueling, turn up, and weather forecast. Two, will be rainy or raining. Trời sẽ có mưa, đang mưa vào dọc theo bờ biển của vùng Thanh Hóa. Ở đây có hai đáp án, em có thể dùng rainy hoặc là raining. Nếu em dùng raining, it will be raining, đó là một cái thì tương lai tiếp diễn. Cô sẽ giải thích sao? The South Central Coast will experience thunderstorm. 4. Chúng ta sẽ điền vào chỗ trống là experience temperature. Nhiệt độ sẽ xảy ra vào khoảng ở thành phố Hồ Chí Minh là gì đó. Number 5. Chúng ta điền vào là gì? Weather forecast and Washington. Các bạn có làm đúng giống như vậy không? Very easy. Bài ngắn và dễ quá, có phải vậy không nào? Chúng ta qua phần tiếp theo. Như hồi nãy cô có nói, chúng ta sử dụng thì tương lai tiếp diễn, người ta gọi tên nó là future continuous tense. Thì tương lai tiếp diễn được dùng để nói về một hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai. Ví dụ, it will be raining along the coast of Thanh Hóa today, tomorrow. Ví dụ tiếp theo, at 12 o'clock tomorrow, my parent and his parent will be having lunch at home. Ngày mai đúng 12 giờ, thời điểm đó, ba mẹ tôi và ba mẹ anh ấy sẽ có bữa ăn trưa cùng với nhau ở nhà. Để nhớ lại bài cho dễ, cô có một số câu hỏi hỏi thêm để các em dễ nhớ bài hơn. Number one, what the Thúy grandma asked her to do? Why? Bà của Thúy đề nghị cô ấy làm gì? Tại sao? Em hình dung ra câu trả lời chưa nào? Thúy grandmother asked her to turn off the volume on TV. Bà của Thúy đề nghị cô ấy hãy mở volume trên TV lên. Bởi vì bà ấy muốn nghe dự báo thời tiết. Because she wants to listen to the weather forecast. Number 2. Who is Thúy preparing for a picnic with? Thúy dự định chuẩn bị đi dã ngoại với ai? She is preparing for a picnic with her friend. Cô ấy đang chuẩn bị đi dã ngoại với bạn của mình. 3. What does Thúy grandma ask her to bring when going on a picnic? Bà của Thúy đã yêu cầu cô ấy mang theo cái gì khi đi dã ngoại? Thúy grandma asked her to bring along a raincoat just in case when going on picnic. Bà của Thúy đề nghị cô ấy mang theo áo mưa phòng hờ khi đi dã ngoại. 4. What does Thúy hope when she goes picnic with her friend? Bạn Thúy hy vọng điều gì khi mà cô ấy đi dã ngoại cùng với bạn mình? She hope her friend won't laugh at her. Cô ấy hy vọng rằng bạn của cô ấy sẽ không cười nhạo cô ấy. Như vậy, qua các câu hỏi này, các bạn có nhớ lại nội dung bài học của ngày hôm nay không? Dễ quá đúng không nào? Tóm lại, qua bài học này chúng ta được biết thêm nhiều cái thảm họa trong cuộc sống mà chúng ta có thể gặp, ví dụ như là volcano, earthquake, snowstorm, typhoon, thunderstorm. Bà biết được cách sử dụng của một số động từ cùng kèm theo với giới từ, ví dụ như turn up, turn down, tăng lên, làm giảm xuống, tắt hoặc là mở, ring along, laugh at, prepare for. Bà biết được cách sử dụng thì tương lai tiếp diễn, subject plus will be plus verb in. Thì tương lai tiếp diễn, các em lưu ý. Bài tập về nhà homework. Learn new word and search by heart. Học thuộc lòng và học cấu trúc câu thuộc lòng.